Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội, khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Đầu tiên chúng ta có các phương trình phản ứng xảy ra như sau. CO2 tác dụng với OH trừ theo tỷ lệ 1:1 tạo thành HCO3 trừ. Đây là phương trình phản ứng số 1. CO2 tác dụng với OH trừ theo tỷ lệ 1:2 tạo thành CO3 2 trừ và H2O. Đây là phương trình phản ứng số 2. Đối với dạng bài tập này thì đầu tiên chúng ta lập tỷ lệ số mol OH trừ chia số mol CO2 giả sử bằng giá trị A. Sau đó chúng ta xét các trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu giá trị A nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì lúc này chỉ xảy ra phản ứng số 1 và sản phẩm tạo thành là HCO3 trừ và có thể có CO2 dư. Đây là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai, nếu giá trị A nằm trong khoảng 1:2, tức là lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 2, thì lúc này xảy ra cả hai phản ứng 1 và 2. Và sản phẩm tạo thành là HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Trường hợp thứ ba, nếu giá trị A lớn hơn hoặc bằng 2, thì lúc này chỉ xảy ra phản ứng 2 và sản phẩm tạo thành là CO3 2 trừ và có thể có OH trừ dư. Đấy, ba trường hợp như vậy. Được chưa? Ở đây chúng ta, đầu tiên chúng ta phải xét cái tỷ lệ NOH trừ chia cho NCO2. Chú ý là NOH trừ cho NCO2 nha. Đừng có lấy NCO2 chia NOH trừ là nó bị đảo lộn cái tỷ lệ đấy nha. Và nhớ là lập tỷ lệ NOH trừ chia NCO2. Giả sử bằng một giá trị A nào đó đi. Ha. Thì chúng ta xét các trường hợp. Giá trị A này nếu nó nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì lúc này chỉ xảy ra một phản ứng 1 này mà thôi. Và lúc đó sản phẩm tạo thành là gì? Gồm có HCO3 trừ và có thể có CO2 dư. Được chưa? Còn trường hợp thứ hai, nếu giá trị A chúng ta tính nằm trong khoảng 1 và 2, nhớ là khoảng nha, 1 và 2, lớn hơn 1 và nhỏ 2, thì lúc này xảy ra cả hai phản ứng 1 và 2. Và sản phẩm tạo thành lúc này là gì? HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Cả CO2 và OH trừ đều phản ứng hết. Ha, được chưa? Còn trường hợp thứ ba, nếu giá trị A chúng ta lớn hơn hoặc bằng 2, thì lúc này chỉ xảy ra một phản ứng 2. Và sản phẩm tạo thành lúc này là gì? CO3 2 trừ và có thể có OH trừ dư. Được chưa? Đấy. Và chú ý ba trường hợp như vậy. Chúng ta có thể tóm tắt ba trường hợp này như sau. Chúng ta có tỷ lệ NOH trừ chia
NCO2 bằng giá trị A. Ở đây, A có hai giá trị cần chú ý là 1 và 2. Trường hợp A nhỏ hơn hoặc bằng 1, thì lúc này sản phẩm tạo thành là HCO3 trừ và có thể có CO2 dư. Còn trường hợp A bằng 1 luôn thì chỉ tạo thành sản phẩm là gì? CO3 trừ. Trường hợp A nằm trong khoảng 1 và 2 thì chúng ta có hai sản phẩm là gì? HCO3 trừ và CO32 trừ. Lúc này CO2 và OH trừ phản ứng hết. Trường hợp A lớn hơn hoặc bằng 2 thì chúng ta có sản phẩm là gì? CO32 trừ và OH trừ dư. Ngay tại vị trí A bằng 2 thì chúng ta chỉ có một sản phẩm là CO32 trừ. Đấy, được chưa? Đây là chúng ta tóm tắt lại cái nội dung ba trường hợp phía trên này. Chúng ta có hai tỷ lệ A là số mol của OH trừ chia số mol CO2. Thì A có hai giá trị chúng ta cần chú ý là 1 và 2. Nếu trường hợp A nhỏ hơn hoặc bằng 1, tức là chúng ta lấy từ khoảng này, thì sản phẩm là HCO3 trừ và CO2 dư. Còn trường hợp A bằng 1 ngay tại vị trí này thì chúng ta chỉ có một sản phẩm là HCO3 trừ mà thôi. Tức là lúc đó phản ứng nó xảy ra vừa đủ. Trường hợp A lớn hơn 1, nhỏ hơn 2, tức nằm trong khoảng này, thì chúng ta có hai sản phẩm là HCO3 trừ và CO3 trừ. Lúc này cả CO2 và OH trừ đều phản ứng hết. Trường hợp A lớn hơn bằng 2 thì chúng ta có sản phẩm CO32 trừ và có thể có OH trừ dư. Còn trường hợp đặc biệt A bằng 2 thì lúc này chỉ có sản phẩm là CO32 trừ, tức là lúc này cái phản ứng 2 xảy ra vừa đủ. Được chưa? Đây. Rồi. Chúng ta chuyển sang phần thứ 2. Cách tính số mol OH trừ. Rồi, được chưa? Thông thường thì đối với bài tập này, đề bài nó không cho sẵn cái số mol OH trừ đâu, mà nó cho ở dạng phân tử. Và chúng ta bắt buộc phải tính là tính cái số mol OH trừ để chúng ta lắp vào công thức này. Thế thì ví dụ như nếu đề bài cho là gì? Dung dịch NaOH. Thì lúc này NaOH phân ly thành Na cộng cộng OH trừ. Thế lúc này chúng ta tính được cái số mol OH trừ sẽ bằng số mol của NaOH bằng đó. Được chưa? Còn dung dịch kiềm, giả sử đề bài cho là KOH, thì lúc này KOH phân ly thành K cộng và OH trừ. Thế thì lúc này chúng ta tính được cái số mol OH trừ sẽ là chính là bằng số mol của KOH bằng đó. Được chưa? Trường hợp thứ ba, nếu đề bài cho dung dịch kiềm là CaOH 2 lần, thì ta viết phương trình phân ly là gì? Ca2 cộng cộng 2OH trừ. Thì lúc này cái số mol OH trừ sẽ bằng 2 lần số mol của CaOH 2 lần mang đọc. Được chưa? Trường hợp thứ tư, chúng ta thường gặp là gì? BaOH 2 lần. Thế thì phân ly thành Ba2 cộng cộng 2OH trừ. Thì lúc này chúng ta tính số mol OH trừ sẽ bằng 2 lần số mol BaOH 2 lần. Đấy. Bốn trường hợp này là chúng ta giả sử đề bài cho là gì? Dung dịch kiềm đơn lẻ NaOH hoặc KOH hoặc CaOH 2 lần hoặc BaOH 2 lần. Thì chúng ta tính số mol tương ứng như vậy. Còn trường hợp đề bài cho hỗn hợp, chẳng hạn như là gì? NaOH và CaOH 2 lần. Thì lúc này chúng ta tính cái số mol OH trừ sẽ bằng tổng
số mol của NaOH và cộng 2 lần số mol của CaOH. Hai lần. Đấy. Tương tự như vậy, nếu đề bài cho những cái hỗn hợp dung dịch kiềm khác thì cứ thế mà chúng ta tính toán ha, được chưa? Dựa vào các công thức này. Ha. Rồi, được chưa? Rồi, chúng ta chuyển sang phần thứ ba. Có một số chú ý như sau. Khi đun nóng hoặc khô cạn dung dịch thì thứ nhất là gì? Dung môi ở đây thường là H2O vậy thôi. Và trường hợp thứ hai là gì? Ion kém bền ở đây là gì? HCO3 trừ, bị phân hủy theo phương trình phản ứng như sau. HCO3 trừ bị phân hủy thành CO3 2 trừ cộng CO2 cộng H2O, được chưa? Đấy, ta chú ý trường hợp này. Khi đun nóng, nếu đề bài đề cập tới đun nóng hoặc khô cạn dung dịch thì chúng ta phải chú ý là gì? Đầu tiên là dung môi phải bay hơi. Cái thứ hai là ion kém bền bị phân hủy. Cụ thể ở đây là gì? Ion HCO3 trừ kém bền bị phân hủy thành CO3 2 trừ và CO2 H2O. Đây, đối với những bài tập người ta muốn nâng độ khó thì người ta cho thêm cái yếu tố này. À, được chưa? Rồi, các bạn xem lại toàn bộ nội dung bài giảng ha. Đầu tiên là chúng ta có các phương trình phản ứng xảy ra. Hai phương trình phản ứng xảy ra theo tỷ lệ 1:1 và 1:2 như vậy. À, chúng ta xét cái tỷ lệ số mol OH trừ trên số mol CO2, xem thử nó rơi vào trường hợp nào. Từng trường hợp thì chúng ta có cái phương trình phản ứng xảy ra là những phương trình nào và sản phẩm tạo thành là gì. À, rồi, ở đây chúng ta có cách tính số mol OH trừ tùy theo cái dung dịch kiềm đề bài cho là như thế nào. À, rồi chúng ta có chú ý khi đun nóng hoặc khô cạn dung dịch thì hai trường hợp này xảy ra. À, được chưa? Rồi, video này dừng lại ở phần lý thuyết. Các video sau chúng ta sẽ áp dụng phần lý thuyết này để giải một số bài tập. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.